Mình là Vũ Trung Minh Kim, hiện tại mình đang là CEO của thương hiệu Bios. Hiện tại bên mình đang là vừa là nhà sản xuất vừa là sở hữu chuỗi bán lẻ nội thất tại Việt Nam. Bios được thành lập vào tháng 9 năm 2017. Đến nay thì Bios hiện tại là có khoảng 170 nhân viên, trong đó là có khoảng 100 nhân viên là bên chuỗi bán lẻ và 70 nhân viên là bên khâu sản xuất. Ngoài ra bên Bios hiện tại có hai nhà máy sản xuất, trong đó có một nhà máy ở Đồng Nai với diện tích khoảng 6.000 m² chuyên sản xuất hàng gỗ tự nhiên và một nhà máy ở quận 12 chuyên sản xuất gỗ MDF với diện tích khoảng 1.000 m². Hiện tại là Bios đơn vị nội thất đầu tiên tiên phong thị trường miền Nam mà bán lẻ đa kênh. Ở kênh Fly thì chúng tôi hiện tại có 3 showroom, ở 2 cái Hồ Chí Minh và 1 cái Hà Nội. Ngoài ra chúng tôi đang có những khoảng 15 gian hàng ký gửi cho những siêu thị lớn như là Aeon, Emart, Conan và Lotte. Chúng tôi vẫn có bán hàng trên nền tảng online như là kênh social, kênh thương mại điện tử. Trong đó chúng tôi đang là top 1 của những nền tảng như là Shopee, Tiki, Lazada. Hiện tại Bios thì đang sản xuất và bán lẻ khoảng hơn 500 mã sản phẩm liên quan tới nội thất gia đình. Ví dụ như là giường, tủ, bàn ghế, sofa, thế mạnh nhất là những sản phẩm từ gỗ. Với tầm nhìn là tới năm 2025 thì Bios sẽ trở thành thương hiệu nội thất được nhiều khách hàng tin dùng nhất Việt Nam. Và song song chúng tôi cũng tận dụng cái kênh Alibaba để có thể nâng tầm cái thương hiệu Việt Nam ra thị trường quốc tế. Với Bios thì chúng tôi tập trung vào 3 giá trị cốt lõi. Thứ nhất là lấy khách hàng làm trung tâm, thứ hai là đối tác là bạn đồng hành, và thứ ba là cán bộ nhân viên là nền tảng. Với 3 giá trị cốt lõi, chúng tôi phục vụ 7 giá trị văn hóa: tình yêu và sự chân thành, học hỏi và đào tạo, chính trực và công bằng, cam kết và làm chủ, niềm tin, sáng tạo và tiết kiệm, và tư duy hệ thống. Bios ngoại lợi thế về sản xuất và xuất khẩu nội thất thì chúng tôi còn có một thương hiệu nội thất bán lẻ ở thị trường Việt Nam với hơn 20.000 khách hàng mới mỗi tháng, thì chúng tôi luôn luôn ra mắt sản phẩm mới liên tục. Điều này giúp chúng tôi có kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm, và chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm này có thể giúp các bạn ra mắt sản phẩm mà phù hợp với thị trường nội địa của chính các bạn. Với giá trị cốt lõi đối tác là bạn đồng hành, Bios mong muốn được đồng hành với tất cả doanh nghiệp trên khắp thế giới.